Đó, mọi người thấy em này không? Em này muốn bung cánh nhà trời lắm rồi ạ. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào toàn thể anh em nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ lên cho tất cả mọi người ba em khiếu này nhá. Ba em khiếu truyền nhá, truyền vụ này. Thì cái con ở giữa, lồng giữa này này, thì con này thì muốn bung cánh ra để chơi lắm rồi. Riêng cái con này nếu mà các bác hoặc anh em nào mua con này về mà chăm tốt, mồi tươi, xong lông, xong lông cái là hoàn thiện là con này sẽ bung cánh bung đuôi ra chơi múa ác lắm. Còn số 2 à, lồng số 2 này này. Đó, con này là con chim truyền, cũng là chim truyền. Cái con lồng sắt này này, con này thì nó đặc biệt là có giọng bắt côi chơi cột luôn. Các bác hoặc anh em nào mua về nhé, để ý cứ vài nuôi vài bữa chắc chắn nó sẽ ra, nó hót giọng bắt côi chơi cột. Tại vì con này em nuôi nó hót giọng bắt côi chơi cột thì em sẽ biết là nó hót giọng bắt côi chơi cột rồi thì em mới báo. Còn những con này nó không hót giọng bắt côi chơi cột thì em không biết là nó không có hót giọng bắt côi chơi cột nên là không có báo nhé. Thì có mỗi con này là có hót giọng bắt côi chơi cột này đấy. Thì chim mùa này nó đang thay lông cho nên là con nào con đấy đều lông đuôi đều thay mọc ra gần xong rồi đấy. Như cả ba con này em lên cho tất cả mọi người ba con này thì đều lông đuôi đang thay mọc ra được 6-7 phân rồi đấy, lông đuôi dài ra mọc được 6-7 phân là nuôi về tầm tuần 2 tuần nữa là lông đuôi nó ra là hoàn thiện, là chim là xong lông rồi đấy. Đây này, em đang nuôi dưỡng lại nó mọc lông, bây giờ còn ra dài dài đấy. Con nào con đấy đều là lông đuôi đều là mọc ra hết. Đây là có một con lồng vuông này, con lồng này nhá, con lồng này thì là được 4-5 cái móng trắng hai bên chân ấy. Chim con nào con đấy bộ rất to luôn, chim bộ rất to cực kỳ luôn đấy. Thì cái con móng trắng này thì hôm nay em cũng đều bán cho là 1,6 triệu luôn. Rồi tiếp tục con này múa, cũng đang chuẩn bị múa cánh, hôm nay em cũng bán 1,6 triệu hết nhá. Rồi cả ba con hôm nay thì con này em thế này, hôm nay em bán đều đồng giá, ba con đều 1,6 triệu hết. Con này giọng bắt cô trái cột cũng đều là 1,6 triệu luôn đấy, cả ba con nhé. Con này có giọng bắt cô trái cột luôn này đấy, là con này cũng 1,6 triệu nhé. Đó, ba con chim thì em đã nuôi nó đã ăn cám và nó cũng tương đối là dặn dặn rồi chứ không phải là nó đã dặn hẳn đâu nhá. Đấy thì em đã quay dí sát lại gần đây này đấy, dí nói chung là gần sát cái lồng đây rồi đấy. Chim thì em phanh hết áo ra để quay cho tất cả mọi người được biết để bóng bộ của con chim nó như thế nào đấy. Chim thì không tật lỗi nhá, móng miếc đầy đủ, chân thì đen hết, chim đẹp luôn đấy, cả ba con nhá. Cả ba con thì em đều bán là 1,6 triệu, hôm nay em bán đều đồng giá 1,6 triệu hết. Thì các bác nào mà muốn chơi những cái con mà nhanh hot nhanh chơi như con này này đấy, con lồng số 2, con lồng inox này này, và con này thì chắc chắn sau này mua về chơi nuôi chăm tốt mồi tươi nữa là con này bung cánh ra chơi dữ lắm. Chim truyền nhé, chim truyền hết vụ này lên, cả ba con đều là chim truyền vụ này hết lên đấy, đều là chim vụ này luôn đấy. Còn cái con lồng vuông này, con đấy thì to đấy, to em thấy con đấy bộ to, má to mà chân thì có 4-5 cái móng trắng ở chân luôn đó, bên kia mà một cái, bên này mấy cái luôn đó. Cái con lồng vuông này này đó, cái lồng vòng lồng vuông là nan cáp quang đó, là con đó thì là có mấy móng trắng luôn. Còn con lồng inox này thì không có móng trắng, nhưng con này thì lại đang muốn bung cánh bung đuôi ra để chơi. Còn con này thì có giọng bắt cô trái cột, con này lồng sắt thì có giọng bắt cô trái cột đấy. Thì em đều bán là 1,6 triệu nhá. Rồi tiếp tục, hôm nay em có một em than nữa, than em nuôi nó đã ăn cám rồi. Đây than đây, đang thay lông đuôi đây, lông đuôi đang mọc ra gần xong rồi đấy, bộ to dài luôn. Rồi hôm nay em để cho mọi người là 400 con này luôn, chim đang cám cứng rồi. Con này em đang cho ăn cám gà con đây, cám gà con đây đấy, phần của nó đi đây đó. Con này em bán 400 luôn cho mọi người đó nha. Đấy chim thì em đã vào cám thì nó ăn cám rồi, nhưng mà nó vẫn còn hơi nhát thôi. Chim thì bộ to đẹp rồi, chim đẹp cực kỳ luôn đó. Đấy và em có một con thân mái à, đây đây là con lửa chống truyền, nhưng mà bây giờ
dụng mất đuôi cho nên là con này em để lại nuôi nhé. Đây em có than mái đây này. Đấy, than mái truyền nuôi từ non lên này. Hôm nay em để cho tất cả mọi người 300 con này nhé. Đấy, anh em hoặc là ai mua là than mái hoặc than trống thì liên hệ em nhé. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nhé.